và cả bi khác các thứ. Ê, đứng, quên. Thực ra thì tí tôi cũng quên đấy. Bởi vì quen đứng trên cao rồi. Được rồi, lên nhanh. Ui, máy mà nó kịp hồi máu đấy. Không, giờ nó không mở tìm án rồi. Ông này mắm mới thế nào, tân tú à? Hai phần tính được cũng được, nhưng mà thực sự là nó không được sự gọi là quá xi nhê lắm, cho nên là vẫn ưu tiên là cái màu vàng hơn, nhưng mà không phải là đỏ tệ đâu nhé. Mỗi cái băng cái màu xanh mới là tệ hại đấy. Nhưng mà đương nhiên thì ông nào mà thích chơi theo kiểu là ba con chơi theo kiểu ba con level 7, ba màu khác nhau quá tốt. Tôi vừa đấy có show đấy, sát thương hai cái có shotgun, một con 2 sao S với cả một con 2 sao C. Nãy tôi vừa mới được hồi máu 2 S xong. Vãi cả lái. Còn phải cái đó cũng ngon, à thế à? Bởi vì con đấy thì nó chủ yếu là đánh vào mục tiêu đơn hơn là đánh cụ. Có một mà là đánh cả cụ này nhiều. Mà đi ra nha y thì đa phần là những cái con boss, những cái con zombie ý. Thì càng level cao nó càng trâu ấy, thì ưu tiên nhiều là vào màu vàng. Ren vẫn là mạnh nhất. Thế vậy các bạn như thế. Với con phai thì nó đam nó là có hình như là bắn được tầm bay viên thường ấy thì cũng có thể gây sát thương, cũng có thể nhiễm lửa lên tầm xa tầm cuối lắm, nếu 7-8 cũng như thế à. Ở mà đấy đương nhiên Long An là chơi level 6 là phai đúng không, nên hỏi phai thế này, hỏi cái thuộc tính lửa này là khả năng cao là dễ vào lửa rồi. Về giữa. Ôi. Shit. À, ai thì rách rồi. Ai thì nếu mà level mấy ở Long An, nếu mà level 3 thì còn tạm còn ổn đấy, chứ còn nếu mà level 1 thì thảm họa, 2 thì cũng chẳng hơn. Vàng dòng. Vàng chóe còn sợ vậy. Không sợ thôi, thực ra là bởi... Nó là tí mà, lo gì. Tí nữa xong trận bảo thanh niên kia là chờ tôi một lúc tôi cài lại bảng coi nhá. Ok, thì tôi bảo... ấy thì vì chưa có cái gì cả hay gì ạ, trừ khi có ông nào mà có cho tôi mượn cái ác để tôi thử nghiệm được, chứ còn hiện tại có bảng về trên lý thuyết là có, còn là ngay trên phần nâng cấp nó cũng có thông tin đấy. Thank you.
Thank you.